Chào các bạn, bây giờ là 8 giờ sáng thứ năm ngày 19 tháng 8 năm 2022. Trung Hoa Hồng đang đứng đây tại tư gia của nhà mình. Thưa các bạn, như hôm qua mình đã hứa các bạn là hôm nay mình sẽ quay cận cảnh những chậu hoa hồng của mình để cho các bạn một sở thị. Đây là những chậu hoa hồng mình cắt cành trước khi mình đi Đà Nẵng, nghĩa là cắt cành đã được 10 đến 12 ngày. Các bạn nhé. Và hôm nay thể trạng nó như thế nào, phát triển ra sao thì mình sẽ quay cho các bạn xem, để qua đó các bạn có thể so sánh với những chậu hoa hồng nha các bạn. Các bạn nhé. Vừa qua thì mình có vào Đà Nẵng cắt cành cho một cô tuyết ở trong đó, thì hôm nay mình quay lên đây để các bạn so sánh với những cây của cô tuyết của mình chỉ bằng nửa cây của cô ta các bạn nhé. Thế biết có những người chăm rồi thật đấy các bạn ạ. Và không phải các bạn đợi lâu, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nhiệt độ của Bắc Giang bây giờ hiện tại nhé, là tầm cỡ 30 đến 31 độ, trời nắng các bạn, trời nắng mà trong vắt đấy các bạn ạ. Các bạn đang mới trong vắt không? Trời bây giờ mới 8 giờ nhé, bây giờ mới 8 giờ nhưng trời trong vắt. Nhưng đặc biệt là ở thời điểm hiện tại thì ban đêm nó mát, nó không giống như mùa hè. Bình thường mùa hè thì đêm nó vẫn nóng, thì hoa hồng cũng rất dễ chịu rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cầm máy quay review cận cảnh để cho các bạn múc sở thị những chỗ hoa hồng tại tư gia nhà mình hôm nay bây giờ là khoảng 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2022 các bạn nhé. Xin mời các bạn hãy cùng đến. Các bạn nom, bầu trời trong vắt, không một gợn mây nào các bạn nhé. Mình quay các bạn bầu trời trong vắt mà trong xanh các bạn ạ. Đây là những chậu hoa hồng mà mình mới cắt cành cách đây khoảng độ 12 ngày các bạn ạ. Bởi vì hôm mình đi đó là mùng 8, mùng 9 gì đó, thì hôm nay đã là 21 âm lịch thì các bạn nhé. Đây mình chia sẻ các bạn mà bây giờ chúng cũng đang nhí mầm như thế này. Các bạn lưu ý, đây là những chậu hoa hồng mình chăm sóc liên tục, không để thả rông như ở ngoài vườn đâu các bạn nhé. Không phải để thả rông như ở ngoài vườn đâu, cho nên là mình sẽ quay cận cảnh để các bạn bạn nom thấy. Để các bạn nom này. Đây là cây nhãn của nhà mình. Để mình sẽ quay từ cái bể nước này ra đi. Đây chúng cũng đang nhí mầm này các bạn này. Đang nhí mầm, mình vừa mới tưới nước xong, bởi vì với một nền nhiệt độ như thế này thì mình vẫn phải ngày mình tưới một lần đấy các bạn. Ngày mình tưới một lần đấy. Đây các bạn, chúng cũng đang bắt đầu đâm chồi nảy lọc này các bạn ạ. Nhớ là mình cắt cành khoảng độ 12 đến 13 ngày này rồi nhé. Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là những cây hoa hồng đào cổ của mình, không biết của các bạn có giống như thế này không ạ? Và bắt đầu tiết trời nhiệt độ nó thấp thì nó đã có những cái mầm có màu đỏ đấy các bạn. Đây các bạn, nó chúng đang ra mầm này các bạn này. Đây. Nếu như nắng nóng thì mầm nó sẽ co thụt lại các bạn nhé. Nếu như nắng nóng thì nó sẽ co thụt lại. Còn nếu mà thời tiết nó mát mẻ các bạn, thời tiết nó mát mẻ thì như các bạn đang được nom thấy trên màn hình, mình quay trực quan cho các bạn xem này. Các bạn lưu ý là ở cái rìa này nó được rất mát hơn rất nhiều ở ngoài sân tươi nắng kia. Đây các bạn, đây các bạn nói đấy ạ. Cái rìa này là chúng được bóng cây rất mát nhé, cho nên chúng ra mầm đẹp hơn ở giữa sân kia các bạn ạ. Đẹp hơn nhé các bạn nhé. Đây các bạn nói mà. Đây, mình quay lại để giúp các bạn đấy, nó ở cái rìa tường ấy cho nên là nó ảnh hưởng cái nắng nóng ít hơn và nó cũng gần cái đất, cái chỗ đất này hơn các bạn nhé. Còn ở giữa sân nắng kia thì kém hơn các bạn ạ. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem những đây là cây hoa hồng các bạn ạ, hồng leo Hải Phòng, bọn mình mới cắt cành để các bạn nó này. Hồng leo Hải Phòng đấy, mình dàn mà vừa rồi mình cũng phun thuốc các bạn nhé. Mình cũng phun thuốc và cũng bỏ trí. Đây hoa hồng leo, hai cây hồng leo này là một cây ngoại, một cây của Hải Phòng nhé, hồng leo Hải Phòng.
Còn đây những cái chỗ hoa hồng này thì đây các bạn không, chúng mình mới cắt. Thì bây giờ chúng cũng đang lên mầm rồi các bạn này. Và ở thời điểm hiện tại thì các bạn chăm bón thoải mái đi các bạn nhé. Không sợ nóng, nó sốc phân như mình nói ở mấy bài trước là nếu nắng nóng thì các bạn đừng cho ăn. Bây giờ ở thời điểm hiện tại các bạn cho ăn thì những cái hoa hồng này hấp thụ rất tốt. Và nếu đang ra mầm như thế này thì các bạn phải cho nó ăn. Cho nó ăn thì mới mập được. Các bạn nhé. Đây. Đây các bạn nòm so sánh với những cây của chị Tuyết ở trong Đà Nẵng thì có phải của mình kém xa không ạ? Đây của mình. Đây các bạn nòm. Còn đây ở giữa sân phơi nắng thì nó thế này các bạn này. Đây là cái mầm đờ Monaco Pháp này các bạn nhé. Mấy hôm nay thì trời nó mát thì nó cũng có cái mầm này các bạn ạ. Còn đây là cây hồng nhung cũng đang ra mầm đấy các bạn. Các bạn lưu ý là những chỗ hồng này mình cắt cành cách đây khoảng độ 12 hoặc 13 ngày gì đó các bạn nhé. Và bây giờ qua 12, 13 ngày mùa hoa chính vụ thì chúng bắt đầu như thế này. Và mình đang quay trực quan để cho các bạn theo dõi. Đây là cây đờ Monaco Pháp nhé. Thời tiết mát cái thì nó cũng có cái mầm khác với những khi nóng mùa hè các bạn nói. Đây còn cây Sapa, đây cổ Sapa cũng đang đâm chồi các bạn nhé. Còn cây hồng nhung cổ thì mình không nói, đây cũng là một cây hồng ngoại các bạn ạ. Đây cũng là một cây hồng ngoại. Đấy. Lá như thế này là nó cũng không hẳn hết bệnh đâu các bạn nhé. Mà mình cũng cùng phun nhưng nó không giống những cây hoa hồng nội. Hoa hồng nội mình kiểm soát tốt nhưng hoa hồng ngoại là nó rất khó chỗ đó. Chỉ cần nhiệt độ hơi nóng là chúng đã không phát triển, đã co lại rồi các bạn nào. Đây mình quay để cho các bạn xem đấy, cây hồng ngoại này, hoa hồng ngoại này lá rít rít phải không các bạn. Đây. Tuy rằng mấy ngày nay nó cũng là cái mầm nhưng nó vẫn rít, nó không tơ nõn như những mầm của hoa hồng nội như các bạn nói. Đây là cổ Sapa nhé các bạn nhé. Cổ Sapa cũng đang lên mầm này các bạn. Còn đây là cây đào cổ thì đương nhiên. Còn cái chậu mình đang quay cho các bạn đây là một cây nhung và một cây đào cổ trồng lẫn. Đây, cây nhung và cây đào cổ trồng lẫn. Đấy. Đây còn cái cây các bạn đang nom kia là cũng mười mấy năm tuổi nhé các bạn nhé. Có phải là xấu hơn cây của chị Tuyết ở Đà Nẵng rất nhiều các bạn nhé. Đấy, xấu hơn rất nhiều. Đấy. Thế cho nên quay chúng ta quay đây thì mới có những hình ảnh trung thực để các bạn so sánh. Và so sánh là rất quan trọng. Các bạn lưu ý, chúng ta mỗi một lần chăm sóc chúng ta có những hình ảnh này để các bạn so sánh là rất quan trọng. Bởi vì chỉ có so sánh thế này các bạn mới biết cây hoa hồng với cách chăm sóc như thế này thì nó có được như thế nào các bạn nhé. Còn không chúng ta cứ nói thao thao bất tuyệt thì cũng không có cái ý nghĩa gì cả. Để các bạn nói, các bạn nhớ là những cây hoa hồng này mình chăm liên tục chứ không phải thả rông nhé. Thế còn ở ngoài vườn thả rông thì nó lại khác các bạn ạ. Đấy. Và bây giờ mình lại lên trên tầng mình quay tiếp cho các bạn xem nhé. Cả trên tầng với những cây hoa hồng này ở trên tầng và ở dưới này đều được chăm các bạn ạ. Đây các bạn nòm trời trồng xanh. Không có mây miếng gì các bạn ạ. Thế nhưng được cái là nhiệt độ không cao nhé. Ở trên này được ánh nắng cho nên mình nghĩ rằng những chỗ hoa hồng của mình ở trên này tốt hơn. Phật mà mạnh hơn ở dưới đấy tuy rằng cùng cắt cành các bạn nòm thấy không ạ. Cùng cắt cành. Đấy, các bạn nói mà. Và mầm nó cũng đỏ, cũng to rồi các bạn nhé. Đấy, cái lực của nó rất mạnh. Với những thế trạng như thế này, chúng rất cần dinh dưỡng đấy các bạn. Rất cần dinh dưỡng. Đấy, các bạn nói mà. Mình quay lại các bạn xem này. Đó. Rất cần dinh dưỡng ở thời điểm hiện tại. Cho nên các bạn như thế này là các bạn phải chăm thao tưới cho nó ăn các bạn nhé. Đấy. Để các bạn này. Mầm mà chúng lên rất mạnh đấy các bạn.
không biết những chậu hoa hồng của các bạn có giống những chậu hoa hồng của Trung Hồng ở thời điểm hiện tại không ạ? Đây là những chậu hoa hồng ở trên sân thượng nhé, rất khắc nghiệt để các bạn. Nắng thì gay gắt, các bạn không che đậy, các bạn nói không che đậy. Mà bây giờ mới đầu mùa thì chúng đã đang ra lộc thế này. Đây các bạn nói. Đây còn các bạn nói này, héo lá này, nắng héo lá này. Cây hoa hồng nhung thì héo lá các bạn nhé. Còn cây hoa hồng đào cổ thì mầm rất ác các bạn ạ, mầm rất mạnh. Đấy. Tuy rằng thời tiết bây giờ nó nóng, nhưng nó không nóng như mùa hè các bạn ạ, đêm nó lại mát. Cho nên nó cũng phù hợp, đã bắt đầu phù hợp với những chậu hoa hồng này các bạn ạ. Hoa hồng với nhiệt độ là rất phù hợp. Cho nên sau khi bắt đầu vào mùa thu, chúng ta mới nói đến chuyện mùa hoa chính vụ của hoa hồng là như vậy. Thì các bạn nói. Thưa các bạn, trên đây là những ảnh trực tuyến Trung Hồng đang quay tại sân tượng của Tư gia Trung Hồng. Bây giờ là 8 giờ 10 phút ngày 19 tháng 8 năm 2022. Trung hy vọng rằng với những thể trạng, những chậu hoa hồng này sẽ đem đến cho các bạn một cái nhìn trực quan và trung thực nhất về sự phát triển của những cây hoa hồng đang bước vào mùa chính vụ. Trung rất cảm ơn các bạn đã dành hết thời gian xem hết video này. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.